Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đi kiểm tra tình hình ứng phó với ngập lụt tại khu vực phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, trạm bơm Triều Dương, huyện Tiên Lữ. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành địa phương. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cùng đoàn công tác đã kiểm tra hiện trạng mực nước sông Hồng tại khu vực cầu Yên Lệnh thuộc địa bàn phường Lam Sơn, kiểm tra hiện trạng mực nước tại khu vực trạm bơm Triều Dương, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, thăm hỏi, động viên nhân dân thuộc khu vực di dân xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ và khu vực chống tràn thuộc đê bối thôn Sĩ Quý, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử. Tại các điểm đến kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh, với lượng nước từ thượng nguồn đổ về do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và sự điều tiết xả lũ ở các hồ thủy điện lớn, tình hình mực nước sông Hồng, sông Luộc qua địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục dâng cao và diễn biến phức tạp và khó lường. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, ngành chức năng, đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng nhân lực, vật lực, xử lý nhanh các tình huống, sự cố khi có ngập lụt, tiếp tục di dời người dân ở những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản của nhân dân. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi sát mực nước sông, phát lệnh báo động kịp thời. Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng quân đội, công an hỗ trợ những người dân, trước hết là đầu tiên là người già yếu, từ cái vùng nguy hiểm đến vùng an toàn, và toàn bộ những người dân đi rời đấy thì vào các nơi, các trường tiểu học, các trường mầm non. Khi mà người dân di rời ra chỗ khác thì không ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe của nhân dân. Hiện nay tất cả các kịch bản này thì chúng tôi đã xây dựng theo kế hoạch rồi. Cái việc đầu tiên là bảo vệ các cái vị trí các sung yếu. Nếu như phát hiện các sung yếu thì đều có kế hoạch và đảm bảo để sửa chữa, để khắc phục, để chuẩn bị nguyên vật liệu, là máy móc thiết bị. Nếu có hiện tượng là vỡ đê thì có biện pháp là ứng cứu ngay. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao quà của Ủy ban Nhân dân tỉnh đến người dân khu vực di dân thuộc địa bàn xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ và động viên cán bộ chiến sĩ và người dân thôn Sĩ Quý, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử.